Chào chị. Chị còn nhận ra tôi chứ? Chào My. Bạn của anh Hòa ai tôi cũng nhớ hết. Mời My ngồi. My uống nước. Cảm ơn chị. My đến để tìm hiểu về trường cho con học hay sao? Nếu ngày đó tôi và anh Hòa lấy nhau thì chắc chắn bây giờ con tôi đã lớn rồi và không còn phải học trường mầm non như này nữa đâu nhỉ? Sao My lại nói như vậy? Chắc là có hiểu lầm gì đó. Chứ anh Hòa nhà tôi... Không có hiểu lầm gì ở đây cả. Chắc chắn anh Hòa, anh còn rất yêu tôi. Chị có thấy cái máy ghi âm ở nhà mình không? Anh. Ừ. Em coi coi. Rốt cuộc cái máy ghi âm này có ý nghĩa gì với anh mà anh trân trọng nó dữ vậy? Thì... suốt ngày em cứ thấy anh lôi ra lau chùi miết thôi. Anh đã bảo rồi, đây là một món đồ mà anh rất là yêu thích. Đó là một kỷ vật mà trước lúc tôi đi du học tôi đã tặng anh ấy. Chị nghĩ xem tại sao anh ấy phải làm như vậy? Chắc là vì anh thích nó. Thích một món đồ cũ nào đó thì có gì mà lạ. Chị nói vậy nhưng chắc chị không tin đâu nhở. Anh Hòa, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sống với chị chỉ vì tình nghĩa chứ không còn tình yêu gì hết. Chị cũng biết điều đó chứ? Anh Hòa nói với My như vậy sao? Thì anh ấy nói tôi mới biết chứ. Hiền à, tôi mong chị hãy nghĩ lại mà buông tay cho anh ấy đi. Chị thấy không? Đến cả ông trời cũng không ủng hộ cho hai người, khiến cho hai người chẳng thể nào có con. Chị cần gì phải níu kéo một người đàn ông mà không còn dành tình cảm cho mình chứ? Chị cũng thương anh Hòa và yêu anh Hòa. Mong anh ấy được hạnh phúc đúng không? Chúng tôi đang còn rất yêu nhau. Tôi mong chị hãy tác hợp cho chúng tôi. Chị không thể cho anh ấy một cuộc sống gia đình trọn vẹn. Thì hãy để tôi. Tôi làm được điều đó. Mọi khi em rất thích món này, sao hôm nay không thấy đụng đũa à? À, tại bên đây bụng em hơi khó chịu, cho nên ăn không thấy ngon. Bụng làm sao? Khó chịu như nào? À, chắc là dạ dày của em hơi khó tiêu chút xíu thôi, không có sao đâu anh. Anh thấy chưa ai bị dạ dày mà chữa được khỏi hẳn đâu. Em phải hết sức lưu ý đấy. Em biết rồi, anh đừng lo. Hay mai anh đưa em đi khám nhé. Không cần đâu mà, anh ăn đi. Chị có thấy cái máy ghi âm ở nhà mình không? Hôm trước tôi đến nhà chơi, tôi thấy anh Hòa, anh ấy chăm chút nó, anh ấy nâng niu nó như một báu vật. Đó là một kỷ vật mà trước lúc tôi đi du học, tôi đã tặng anh ấy. Anh này, vợ chồng mình cưới nhau gần 20 năm rồi. Chuyện gì mình cũng chia sẻ với nhau. Nhưng mà có một thứ em chưa hề thấy anh nhắc đến. Làm gì có? Có. Cái máy ghi âm đó, em thấy anh cất giữ lâu lắm rồi. À, cái máy ghi âm à? Có gì đâu. Cái đó của ai vậy anh?
của anh mua. Anh mua từ lâu lắm rồi, anh rất thích. Sao hôm trước em nghe anh nói là của một người bạn tặng anh mà? Anh có nói thế à? Chắc là tại vì lâu quá rồi. Anh không nhớ là ai tặng nữa. Ui dồi, sao lại đứt sâu thế này mà không gọi anh à? Sao đứt tay không gọi anh? Đưa đây, đưa đây. Sao? Hôm nay có chuyện gì? Sao không nói cho anh biết? À? Vợ chồng với nhau có chuyện gì mà không thể nói được à? Tại sao anh lại giấu em? Giấu cái gì mới được cơ chứ? Chuyện cái máy ghi âm sao anh không nói thiệt cho em biết? Máy ghi âm thì anh đã bảo là hôm nay My đã đến trường gặp em. My đã kể hết cho em nghe chuyện của hai người, kể cả kỹ vật mà My đã tặng cho anh.